ra đây. Nó phải vờn, không vờn không chịu. Rõ ràng là con này là còn muốn nô thêm. Nhưng mà cái kiểu như này hoặc là nó chỉ là báo báo thì khoảng tầm 20 ngày nữa, một tháng nữa thì nó mới là cái đợt lên giống thật. Đó, trước nó đến là cùng có được đứng nó lì đấy. Làm ăn gì được không? Cáo đợt này gầy thế nhỉ? Hay là do phối con kia nhiều? Đâu, phối con cháu kìa.
con ở cùng ấy. Ừ, con bụng hóp mà liên tục ngày nãy nhưng có nhảy được đâu mà nãy có nhảy được không, không nhảy được. Đi lại đang đứng ăn cũng lại bỏ ra nhảy phát không được lại không. Cái này là đứng gạ nhưng mà được lên mà chạm vào thì nó lại đớp thế. Ra đây rất quan tâm. Định phối trộm này. Định phối trộm. Đi vào đây. Thôi, còn tiếc rẻ gì nữa. Còn cố. Còn cố tiếc rẻ khó không phối trộm được nó đâu, nó đớp ra đấy. Cái không có mùi con này nó cũng đâu có săn đâu. Còn đang mùi nhưng vẫn còn đang mùi nhạt. Không cho. Nhưng mà con vẹn nó có săn con này như con cáo nữa. Chỉ hít tí cái rồi nó quay lên. Kiểu nó mắng nó không.